Xin chào các bạn thân mến. Mình sẽ làm rau câu mà trang trí cho Halloween sắp đến ha các bạn. Ở đây mình có đường, nước dừa, bột rau câu và bột cà phê pha sẵn. Bột rau câu mình đổ vào đây và mình sẽ đổ vào đây 7 cấp nước. Mình ngâm khoảng 30 phút ha các bạn. Mình đi nấu rau câu đó các bạn, mình nấu với lửa vừa thôi. Khi nấu thì mình nhớ quậy để không nó dính ở dưới. Khi sôi lên ha, mình nhớ hớt bọt, xong rồi mình sẽ bỏ đường vào. Bây giờ mình sẽ bỏ đường vào. Mình quậy đều lên cho đường nó tan. Mình nấu sôi lên. Sau khi sôi khoảng 2 phút là được. Mình bỏ một cấp nước sôi và hai gói cà phê mình quậy tan ra nha các bạn. Đổ cà phê vào cái tô lớn để mình pha rau câu. Mình vẫn để lửa nhỏ, thiệt là nhỏ nha các bạn. Xong rồi mình sẽ múc ra để mình pha màu. Mình đổ vào đây 3 cấp rau câu và mình quậy đều lên. Giờ mình sẽ đổ ra cái khay lớn để cho nó đông lại. Mình sẽ đổ ra hai cái khay lớn vậy ha các bạn. Lượng rau câu còn lại mình sẽ đổ lon nước dừa vào đây và mình nấu cho nó sôi lên. Nước dừa với rau câu sôi lên hết bọt là được ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ra cái khay này ha các bạn. Mình đổ một khay trắng vậy ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tạo hình ha các bạn. Thì mình dùng cái cookie cutter đó. Cái này á là con mèo nè. Còn bên đây là con dơi. Đó, mình để cái khuôn vô vậy xong mình cắt xuống. Mình cắt ra đây là con mèo ha các bạn. Đây là con dơi. Xong lát nữa mình sẽ trang trí thêm nữa. Cái này thì mình sẽ dùng cái con ma cookie cutter ha các bạn. Để mình làm con ma. Này là con ma nè các bạn. Đó, mình cắt xong rồi đó. Lát nữa mình sẽ làm mắt mũi đồ cho nó. Phần rau câu còn dư, bây giờ mình sẽ dùng làm mắt cho con mèo và con dơi ha các bạn. Cái này là cái khuôn số 10 ha các bạn. Giờ mình sẽ cắt nó như vậy đó. Rồi mình cũng lấy con mắt của con dơi mình làm. Để mình lấy cái đó ra, mình bỏ cái miếng trắng vào. Mình dùng cái tăm mình lấy con mắt lên ha các bạn. Bây giờ mình trang trí con mèo ha các bạn. Giờ mình lấy cái mắt nó ra. Con ma mình làm con mắt cũng giống như con mèo hết các bạn. Bây giờ mình làm cái miệng của con ma ha các bạn. Mình cũng dùng cái đuôi đó mà mình dùng cái đầu kia ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái miệng đó. Đây là sản phẩm của mình, những con ma, con mèo, con dơi. Đó, các bạn thấy không? Con
Con mèo của mình nè, đó. Con ma. Đây là con dơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần 1 những món ăn tráng miệng cho Halloween. Các bạn nhớ đón xem phần 2 của mình nha. Mong các bạn ủng hộ mình, các bạn nhớ đăng ký kênh và cho mình một cái like. Thank you. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2. Bye bye.